hôm nay mình đến chị hai chị em tới 2 với 3 người nha. Thì mình sẽ quay sơ về những mặt hàng mà hai chị bán mọi người nha. Ở đây có cá viên chiên nha. Đó. Rồi có bán thêm gà bó xôi, chiên, rồi xô mặn, xô gà rồi nha. Còn bé ba bán. Em ơi qua lấy bánh giùm anh nha. Ở đây có bánh rán. Đây là bé ba mọi người nha. Đây là bé ba. Còn đây còn này. Bán gà bó xôi là bé hai mọi người nha. Người mà ai chưa biết địa chỉ thì mình có để dưới phần mô tả thì có địa chỉ mọi người nha, ngay công viên Xuân Hồi luôn mọi người nha. Đây, bữa nay hôm nay có anh Khánh Bình đến ăn thử món mọi người nha. Mình qua đây để đổi theo nhưng mà các mình không nghĩ gì, tại vì là ở trên trang mạng rất là nhiều rồi, mình đến đây là bằng cái tâm của mình. Chứ không phải mình thấy người ta chỉ mình đua theo. Khánh Bình còn hỏi một câu, tại vì biết mẹ của hai em bệnh đó, cứ mình hỏi có cần giúp đỡ gì không? Kể hai bé ba đấy, dạ không. Tại vì hai em đó, tự lực á, Khánh Bình để nuôi mẹ. Thật lòng của Khánh Bình hỏi nghe chứ. Khánh Bình có nghĩa là mình theo dõi, lý hơn việc theo dõi hoàn cảnh. Thấy mẹ bệnh á. Đó là cái tình cảm mà những người á, họ có cái tâm phật á, họ mới theo dõi từng đó. Nếu mà những người có tâm phật ta thì thấy cái hiện tại tức thời. Hôm qua thì em có thấy anh Bình Phương, anh có qua bên khu đề thi, anh Bình Phương Trang, nhưng mà em vẫn nhận ra, em nói là cha hàng cặp bài chung này, anh Đức Phương với anh Bình đi nè, thiếu anh Bình. Anh nói sao nhận ra anh, nói sao anh không nhận được. Không biết rằng là anh cứ nghĩ rằng là anh có thể qua bên hộ bên khu đề thi không? Đề thi là cô ba miền có chứ, anh định lúc đầu là ghé đó trước anh bước qua bên đây, anh bước qua bên sau cả anh thì đến hết á. Mấy anh em mình mà Khánh Khánh rất là dễ thương, MC cũng rất là bảnh trai, là một thứ nhất là nói năng rất là khéo léo. Cái trai của em là cái gì? Khánh Cao. Khánh Cao. Anh có đăng ký rồi đó nhưng mà cái anh quên, tại nhiều YouTube vắng anh em ấy. Thực ra thì biết anh Bình từ cái thời mà anh Bình làm MC phòng trà khác bạn ở bên Trường Lý Hiền Kiệt. Ê, Lý Hiền Kiệt. Lý Hiền Kiệt là sống nhạc. Sống nhạc thì anh từ đó. Và chắc có lẽ là cũng lui tới hay tới Trường Lý Hiền Kiệt. Trường Lý Hiền Kiệt là có anh Hùng. Anh Hùng. Có tới Hùng nhưng mà em biết anh là chỗ từ đó. Anh Hùng mới lũ là chủ. Rất là lâu đúng không anh ha? Lâu rồi, lúc đó còn đi học, ở nấu xong rồi đó. Nhưng mà không ngờ rằng trong thời gian đó anh lại quay về Kiên Giang á. Sau này cái thông tin báo chí em mới biết. Anh không nghĩ là anh sống ở Sài Gòn. Tại vì sao cái chương trình mà người bí ẩn á, bí ẩn có là cái chương trình mà đúng rồi, người bí ẩn không phải người bí ẩn trước, người bí ẩn là giọng ca bí ẩn, người bí ẩn là nhân cấp cái gì nhân tôi ta mới biết lại anh, mới biết đó là anh mới về đi nhà. Đúng rồi em, tại vì ngày xưa anh cũng đi hát bình thường nhưng mà không có tiếng tăm, chứ không phải là mình mới hát anh thấy không, ngày xưa mà là MC mình cũng hát cũng hoạt động rất là nhiều. Và từ khi đó đi có gia đình sau anh nhắm nghĩ như là tại vì đợt trước rồi anh về Kiên Giang là tính ổn định cho cuộc sống, nhưng mà cũng không được hạnh phúc gì là sống độc thân của mình thôi. Nhưng mà mình cũng thấy sống của anh bây giờ là vui tạm ổn. Đúng rồi. Quên nữa, quay lại nữa, em hỏi là cái vấn đề mà anh đang làm cái bếp á, để mà anh nói là anh làm cái kênh mà cái YouTube nấu ăn. Đúng rồi. Sao em biết sao cái kênh nấu ăn này là bên anh làm cho bên Hương Xưa, bột Hương Xưa, Hương Xưa và các loại bột khác nữa như là dầu ăn và rất nhiều bột nữa, anh sẽ làm một bằng quảng cáo và lấy cái thương hiệu đó và càng lan hết luôn. Dù anh làm bánh xèo hay là bánh đúc, bánh nói chung các loại bột tính như là bột của Hương Xưa, thì anh lập cái kênh đó là sẽ giữa tháng 6 anh làm quay những cái kênh YouTube của anh, kênh viên á. Nói về anh thì ai cũng biết anh là nấu ăn giỏi rồi, như là phở bình ai cũng biết, mình thay tô cũng biết rồi. Đúng rồi, tại vì anh bán thương hiệu ngày xưa thì mình nói mình phải là ngu nhưng mà tôi không biết, thế mình nấu cái mình người ta đưa mình vài chục triệu đó, thế mình nấu cho người ta bán vậy đó, chứ không biết là bây giờ là rất là đặc biệt gì cái phở của mình đó. Anh phải cũng ra một lần ở Sài Gòn á,
nhưng mà con anh nhỏ quá, bé mới có 16 tuổi rồi, đầu cái làm được 2 tháng mấy đó, cái nghỉ không ai coi, anh đi nước ngoài hoài đó, không ai coi, đầu người bán nghỉ rồi anh làm được. Lá là gì anh? Bây giờ tạm ổn. Nghệ sĩ là cũng vậy thôi, còn cái chuyện đó cũng bình thường, không có gì á. Đúng em, tại vì công việc nhiều quá, phải chọn một á. Con mình làm cái gì mình đam mê, mình không hối tiếc thì cuộc đời mình sống lại mình chọn xã hội. Đúng rồi. Anh thấy gì là anh quá đủ rồi, cái mơ ước với lại cái thành công cũng đã, nói chung là mình không có nghèo khó gì, đủ ăn đủ xài, nhưng mà mình thấy vậy là ổn định rồi, mình giúp cái gì cho người ta được giúp, chẳng hạn như là những người khó khăn hay là những người bệnh tật đó, thì ví dụ là những YouTube ở đây nè, anh Bình ơi, cái chương trình đó có cần giúp đỡ gì đó anh Bình sẽ hỗ trợ, không có gì đâu, mình nói thiệt, ví dụ 500, 1 triệu hay là 2 triệu cũng là cái tấm lòng của chính mình để cùng đồng hành với các anh YouTube ở đây đó, ví dụ em kêu chính mình. Cảm ơn em đó. Thì anh thấy ở đây là ai có hiếu với cha mẹ thì ai cũng thành công hết, còn ai mà không có hiếu với cha mẹ thì chắc không, tiền chắc đóng cha mẹ mà những người xung quanh, cha mẹ cũng là hàng đầu trước đi, người xung quanh thì chắc chắn là mình phải coi lại cái cách của mình đó, cư xử thôi, còn cha mẹ là hàng đầu rồi. Thì mọi người chúc ở đây, chúc tất cả các anh em như là bé hai bé ba có được sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan, mạnh khỏe để làm việc tiếp, chiến đấu tiếp. Cảm ơn anh rất nhiều ha. Cảm ơn Khánh. Là chỉ qua trễ chỉ có nhiêu đó thôi. Đó là lỗ của tao giờ. Mình nắng gì vậy mọi người? Phát kỷ lục ngày hôm qua không? Hôm nay không có phát kỷ lục mà là phát kỷ lục là phát kỷ lục kiểu là hết sớm chứ là không có phát kỷ lục là gà nhiều nha, tại vì thời tiết nó buổi chiều quá mọi người. Hôm nay chị bán nhiêu phần? Hôm nay bán có 80 phần thôi, mà qua bán nó 100 là gần 101 phần rồi, hôm nay chớ được 80 phần, nhưng mà phát kỷ lục là bán hai bán được hết sớm. Nha mọi người, hôm nay bán hai hết sớm gà lấy cái đi chiên. Nắng cái gì em ơi? Còn bạn ngồi. Chơi lấy ghế đi ba ơi. Rồi mình tới tấp xe lên đường thì mình bé hai đi, tấp xe lên đường đi. Bé hai tấp tiếp cho. Hay được anh Khánh Bình. Anh Khánh Bình qua hôm nay là anh Khánh Bình qua ủng hộ cho bé hai được 12 cái đồ, 13 cái đồ. Đó nên là bé hai được hết số một chốt. Và nó thương. Có cái anh Bình của anh ảnh năng nên về ảnh mua hết làm ta không có bán. Mình kỳ ghê, giờ mua hết con tay người ta không có bán buồn chưa. Cái giỡn ơi. Hết rồi. Dạ em hết rồi, còn cái viên chiên về em ngồi em cài cái viên chiên nữa là xôi ha, xôi hết luôn hả? Xôi còn xôi trắng thôi. Ăn xôi trắng sao em? Xôi trắng ăn sao mà? Ăn với pate đúng không? Ăn pate với... xúc xích và bông cuốc. Ủa chị, cái món này là món gì chị nhỉ? Mai cua, giả mai cua. Giả mai cua. Đi về luôn rồi, nãy giờ đi qua hôm qua. Ngon rồi nha. Đầu tiên mình biết cái món này rồi nha. Món này là món gì? Đây để mình coi như thế nào. Có chị ở đây là món như thế nào rồi nha. Cái đồ này không hết hả? Lấy gì anh ơi? Cô hết. À, đã gì rồi. Đây nè, đây là quá trình làm cái ráng. Cái năm đó anh đi với anh. Với anh gì chứ anh gì ta bolero là quen quen. Dạ em muốn sụm luôn á anh. Anh nghĩ đi, nhà này em muốn hút mo nó trơn á, một tuần chứ nó mo được lần.
rồi một ngày nó muốn 2 viên thuốc, bây giờ em mới sáng được dậy bỏ tay. Hai cái gương ở này đâu có làm gì, là này cái gương lên sưng hết luôn, sưng hết luôn. Gán cái đợt này gán hết rồi con. Bắt đầu anh gửi cho em mấy lần sửa dưỡng thể. Dạ cảm ơn em. Ở bên Canada mang về. Ô trời ơi, được cách sĩ tặng đồ gì mọi người ơi, mấy anh YouTube ơi có quay giùm em không? Dạ để làm kỷ niệm. Dạ nghe rồi, nghe rồi nha. Cái luôn cái nhắn cho em đó, nhắn đi sĩ em gửi. Rồi lấy em tới đồng Mỹ liền sửa dưỡng thể nha. Dạ cái đẹp hướng hai với bà Ba vô với kèm với bà trắng hơn nữa. Người xem vô thấy hay thì mọi người hãy like đăng ký kênh nhé. Cố gắng quay nè, tính chút từ cái này là không phải là quay mà đắt nha, ban ngon rồi đó. Đó. Chứ không phải là quay gì có chỗ đó mà có khách mà em không có bột á, khách lại em cứ khách đợi nửa tiếng một tiếng. Chứ em không làm mẫu làm tải như hồi xưa. Anh thấy đợi bên đây đông quá đợi. Dạ đi. Dạ. Chỗ đậu xe đó nha, rồi đứng đậu đây đó. Dạ bán lề đường á. Dạ bán lề đường. Dạ. Lại lúc 8 giờ rưỡi. Ăn nhậu 8 giờ. Mà đông quá rồi đi đông lắm. Anh đi gia đình tới 9 người. 9 người anh đi 9 người. Mình qua đây được mấy lần anh Bình? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Rồi em đợi với chồng đi cấp hàng cho Xuân nha. Ngon luôn á. Anh có thưởng thức cái món này chưa? Ăn rồi. Anh cảm thấy như thế nào? Lúc đầu anh cũng nói là ngon, nó thơm, mình là nó rất là đó đẹp. Đó đây của mình nè. Béo, ví dụ, cô mai nè, cô xích nè, bà cà bông nè, cái gì bơ đó. Cô mai, bà tê. Nó có gì đâu em. Đặc biệt là cái bột nghe nha. Đúng rồi đó, cái bò mà tụi em làm.